Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của HC Capital. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em cách khai thác thanh khoản trên sàn Bybit và kiếm được lợi nhuận từ chương trình này. Và nếu như anh em nào thấy video mình hay, có thể cho mình xin một like, một subscribe và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ team HC Capital của bọn mình nhé. Sau khi mà anh em đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch của sàn Bybit thì anh em vào phần thu nhập cá nhân và bấm vào tài khoản và bảo mật. Ở cái phần này thì anh em tiến hành KYC tài khoản của mình. Thì mình đã KYC phần xác minh danh tính rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn anh em khai thác thanh khoản trên sàn Bybit. Và anh em bấm vào phần Earn và bấm vào phần khai thác thanh khoản. Cái chương trình này có tên là Bybit Earn, khóa chuyển khoản đầu tư crypto của bạn đang nắm giữ. Thì mình sẽ giải thích một chút cho anh em. Liquidity Mining hay còn gọi là khai thác thanh khoản của sàn Bybit, nó tương đương với việc anh em cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nhưng ở đây anh em tạo thanh khoản trực tiếp cho sàn Bybit chứ không phải là cho dự án. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Ở đây có rất là nhiều các đồng coin để cho anh em có thể khai thác thanh khoản, từ BTC, Ethereum, Bit, ADA, AVAX, BNB, Dogecoin. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà khai thác thanh khoản trên Ethereum. Anh em bấm vào phần này, khai thác thanh khoản. Ở đây mình sẽ chọn cái cặp là Ethereum. Mình sẽ ví dụ một Ethereum cho anh em dễ hiểu nhất. Ví dụ như anh em chọn là một Ethereum với cái mức giá hiện tại của Ethereum là $1,898 thì lợi nhuận của anh em mỗi tháng nó sẽ được là hơn $8.16 nha anh em. Và một cái hay của cái chương trình này chính là có thể sử dụng đồng 7. Nếu như mà anh em sử dụng đồng 7 2x thì cái lợi nhuận của anh em sẽ cao hơn đến $16 mỗi tháng. Có một cái rủi ro nha anh em, khi mà cái giá của Ethereum về $498 thì anh em sẽ bị thanh lý cái phần mà khai thác thanh khoản này của mình. Và nếu như anh em tăng lên 3x thì cái lợi nhuận mỗi tháng của anh em sẽ lên tới $24 và cái giá thanh lý của anh em sẽ rủi ro hơn $885 khi mà ETH về cái mức giá này. Thì mình chỉ sử dụng cái không đồng 7 thôi cho nó an toàn, và lợi nhuận mỗi tháng của mình đang là mình đang có 0.05 ETH và mỗi tháng của mình sẽ ước tính được $0.4. Sau khi mà add xong thì anh em bấm vào cái phần thêm thanh khoản thì đã thành công trong cái chương trình này. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu như mà anh em thấy video mình hay, có thể cho mình xin một like, một subscribe và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ team HC Capital của bộ mình nhé.